Đây. Đây là mấy thầy trò đang lên đường nha, một ngày nghỉ dưỡng. Ông kia đồ mới mở lỗ sữa hổi mặt ông buồn heo à. Nó đi từ thiện mà đồ mới sợ rồi mới lỗ không. Đây. Đây. Nặng rồi. Trời hiện chỉ măng. Má tướng nhìn cũng overnight bộ đúng không? Đúng rồi. Cũng men cũng chỉnh men cũng đẹp đúng không? Còn bán, còn bán. Má cho nên bà giữ như giữ má mèo giữ cất vậy hả? Giữ nào? Không thả lỏng nha. Cho lên đây. Chai ha, giữ ha. Dạ. Yeah. Trắng thì mình chai liền. Nhìn sạch sẽ, chịu lai. Tới luôn cầm cắp. Đó là đánh bọc đạp không á? Ừ, trái nhân lông. Trái gì luôn? Đẹp. Bị khóa cho em ở đây. Thôi bé. Cái nào khóa nó khóa xe thầy á. Xe ông ai khóa? Không phá. Nó nằm đâu anh? Xe. Cái nấm nhỏ xíu ngày ngày cái nách cửa. Nhìn là thấy à. Có ký hiệu em bé vô đó. Con người lớn mà. Người lớn. Giờ lúc nào cũng cho lớn mà. Mình nam lớn con lớn mà. Tay lấy cái đồ trẻ lau cái kiến lau đó. Tiếng hậu ở đây. Bụi rồi, bị bụi rồi. Bị bụi đóng. Cảm ơn các bạn.